vẫn tiếp tục với chúng tôi trong một điểm tin và đọc báo hàng ngày trên đài VNTV 57.3. Thưa quý vị, sau đây là các cơ sở thương mại đã yểm trợ chúng tôi. Thứ nhất là thưa quý vị, Census Bureau. Thưa quý vị, vào chúng tôi cũng xin nói rõ đây là cái thống kê về kiểm tra dân số của chính phủ Mỹ. Hàng 10 năm họ làm một lần để mà họ phân bổ các cái tài nguyên quốc gia đi cho nó đều ra, chỗ nào dân nhiều thì là đưa tiền tới đó nhiều. Đấy. Thành ra nếu mà mình không điền đó thì cái địa phương của mình sẽ bị thiệt hại cái quyền lợi về phục vụ công cộng, ví dụ như là về y tế, về xã hội, bất cứ gì về công cộng đó mà những cộng đồng thiểu số như mình rất cần cái phục vụ công cộng này. Đấy. Thành ra quý vị, xin quý vị điền vô, khi quý vị nhận được cái thơ báo từ Census Bureau, như quý vị điền vô, nó đơn giản lắm, trong đó đó thì nhờ con cháu làm cho trên computer, còn không có thì nhân viên họ sẽ tới gặp quý vị để họ điền, nhưng mà cái đó sẽ làm mất thì giờ quý vị. Đấy, đây là một cái điều mà chính phủ yêu cầu đó, chúng ta phải hợp tác. Tuy nhiên chúng tôi nhân cơ hội đây cũng nói lên rằng chúng tôi không có giúp cho được cái chuyện làm thuế, bởi vì thưa quý vị, làm thuế thì phải có license, chứ không phải mà làm tầm bậy rồi có cái gì đó rồi ra tòa án thuế vụ. Thứ hai nữa là bị IRS nó audit như quý vị nữa, quý vị bị thiệt hại trước tiên đó. Thành ra chúng tôi quảng cáo cái này của Census Bureau chứ không phải là làm thuế. Thứ hai là những cái vay tiền đó hiện bây giờ rộ lên cái vấn đề là điền vô những cái mẫu xin thất nghiệp với là vay tiền của chính phủ trong cái mùa Covid này đó, bởi vì chính phủ có tới 2.000 tỷ đô la để trả cho cái chuyện này, thì chúng tôi không có làm chuyện đó, bởi vì chuyện đó nó đi vào cái chuyện chuyên môn. Nó không phải là cái chuyện ở đây chúng tôi nói, xin quý vị thông cảm. Bây giờ là cái quảng cáo kế tiếp thưa quý vị là Diamond Show, Miley Diamond Show trên đài VNTV lúc 1:30 đến 3:00 chiều thứ ba mỗi tuần quý vị nhé. Trên YouTube thì quý vị vào trực tiếp để bấm vào chữ Miley Diamond Show, thì trên này có nhiều cái mặt hàng hấp dẫn on sale lắm, và có nhiều quà tặng cho quý vị nữa. Thì mặc dù cái mùa Covid nhưng mà tiệm vàng Miley vẫn hoạt động trực tiếp trên YouTube thứ ba hàng tuần, mỗi thứ ba hàng tuần quý vị nhé, lúc 1:30 đến 3:00 chiều, có sale đủ thứ hết, có hàng đấu giá rồi nữa quý vị, biết đâu mình mua được đồ rẻ, đồ hơi, món hơi. Có nhận các loại thẻ tín dụng như Visa, Mastercard, Discover và gửi hàng đi khắp nơi trên toàn nước Mỹ. Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Minh ở 674-653-5207 và cô Miley ở 714-622-9573. Xin tiệm vàng Miley kính chúc quý đồng hương bình an, sức khỏe và nhiều may mắn trong mùa dịch bệnh. Và thứ ba chúng tôi có Tâm Đoan Show, thưa quý vị, Tâm Đoan Shop. Thì cô Tâm Đoan là một ca sĩ trong cộng đồng, làm nhiều cái công tác thiện nguyện để giúp vào cái sinh hoạt cộng đồng. Xin quý vị ủng hộ cho Tâm Đoan Shop ở số 1368 376 6768, những cái tiệm mỹ phẩm và thời trang, 1368 376 6768 thưa quý vị. Và kế tiếp chúng tôi có bạn Chu Đức Thiến là một realtor, xin anh dạ vâng, thưa một lần nữa cũng cảm ơn anh Hà Thanh Nhật và cảm ơn lại chúng tôi là Chú Tiến, thì số điện thoại chúng tôi là 714-398-3678. Chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều cú gọi từ cái số điện thoại này sau khi quý vị đã theo dõi chương trình TV. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của đài VNTV. Chúng tôi cố gắng cung cấp những tin tức thật là cập nhật, nóng hổi và những tin tức chính xác để có thể thông báo với toàn thể cộng đồng. Thí dụ như là cái tin mà cái này chúng tôi cũng nói ngoài chương trình chút xíu, đó là vấn đề những người mà làm independent contractor, những người mà làm độc lập đó, có thể là làm thợ may, thợ nail hay là làm thợ xây cất nhà cửa hay là bất cứ một cái nghề nghiệp gì mà chúng ta trước giờ không có lãnh lương W2 thì có thể khai xin trợ cấp thất nghiệp ở EDD. Quý vị có thể vào cái trang EDD, vào trang đó, hoặc là quý vị đánh trong cái Google, đánh cái câu, một câu rất đơn giản đó là How to file unemployment. Thế thôi, cứ đánh mấy chữ đó thôi, là tức là làm thế nào để có thể khai trợ cấp thất nghiệp. Thì quý vị sẽ được 600 đồng một tháng thưa quý vị. Đây là một cái tin vui, thì không biết quý vị nào mà đã làm rồi thì xin chia sẻ với người khác, còn quý vị là chưa làm
xin lập tức ngay vào Google, tại vì hiện nay có tới hơn 6 triệu, gần 7 triệu người đã nộp đơn xin cái tiền trợ cấp thất nghiệp rồi. Và tất cả đều được nhận hết, những cái điều kiện hỏi rất là đơn giản. Chỉ cần điền vào, mở vào cái trong cái website EDD hoặc là quý vị vào cái Google xong rồi đánh cái chữ How to Find Unemployment. Thế rồi, có đơn giản vậy thôi, là gần đây sẽ chỉ dẫn quý vị là ô, tôi tên là gì, tôi làm người nghề nghiệp gì ra, đại khái như vậy là quý vị sẽ nhận được 600 đồng tháng. À, đó là một cái tin vui. Thưa quý vị, giờ trở tin chính thức, xin phòng máy cho cái link số 2. Tức là cái tin mà Tổng thống Donald Trump vừa mới làm một cái hành động rất là độc đáo và cần thiết trong lúc này, đó là chúng tôi rất là hoan nghênh cái hành động của Tổng thống Trump, tức là tạm thời ngưng tất cả vấn đề nhập cư. À, ngưng tất cả nhập cư, ngưng thôi chứ không có nói là hủy bỏ, không có làm gì hết, thì không cần đụng chạm quốc hội gì hết. Ông chỉ là tạm thời ngưng tại vì vấn đề virus. À, ông ấy nói là thứ nhất, ông nói lý do là ta phải thứ nhất để trả đũa lại cái vấn đề coronavirus, và thứ hai là để bảo vệ cho cái công việc của người Mỹ. Và ông trong một cái tweet vào ngày đêm hôm qua đó thì Tổng thống có nói là ông suspend thôi một cái cuộc tấn công từ những cái kẻ thù vô hình, invisible enemy, và cần là để need to protect the job of a great American citizen, tức là phải bảo vệ những người vĩ đại của chúng ta. Và ông nói rằng là cái lệnh này thì ông chưa biết bao giờ ông tháo ra, nhưng mà ông chỉ nói là tạm thời chúng ta tạm thời ngưng lại, không có cho những người nhập cư vào đây, bất kể lý do gì, đang làm thủ tục hay là như thế nào, đi thăm viếng gia đình hay là đi theo diện kinh tế như thế nào đó, thì tạm thời ngưng lại đó. Và ông ấy cũng không nói rõ ràng chi tiết, nhưng mà chỉ biết là ông sẽ dùng một cái executive order, tức là một cái quyết nghị của hành pháp, để mà ngưng lại tất cả vấn đề mà nhập cư. Nhớ trước đây là Tổng thống Donald Trump cũng đã ban, tức là ngăn cản những cái sự mà đi du lịch từ China và Europe, tức là từ Trung Hoa và lục địa và Âu Châu, để ngưng cái sự lan tràn của cái con virus này. Bây giờ thì ông ấy làm một cử chỉ mạnh hơn nữa, tức là ngưng tất cả mọi cái chương trình nhập cư immigrant. Thì không biết là hành pháp sẽ đưa ra cái lệnh như thế nào, nhưng mà ông ấy có thể có quyền ký cái lệnh đó, executive order, tạm thời suspend, chứ không phải là hủy bỏ. Thành ra không ăn thua gì đến quốc hội có thể kêu gào cái đó chăng nữa thì cũng không ảnh hưởng gì. Thưa quý vị, phải không ai? Vâng, thưa quý vị, giờ trở lại đây là thưa anh, cái tin tức luôn liên quan đến cái chuyện mà Trung Quốc về cái gì, họ lợi dụng cái tình hình như là đen tối trong lúc mà người ta bận đó, thì họ làm theo để mà tạo một cái sự lợi ích cho họ. Họ khôn lắm, họ rất, Trung Quốc là một cái nước mà trăm mưu ngàn kế nha quý vị, Tây phương chơi không lợi đâu. Đấy, anh này là bây giờ cả thế giới anh thấy rồi, ai cũng lo bận, cũng thí dụ như mình lo đi buôn bán làm ăn thì thằng trộm nó vô nhà chứ có sao đâu, bỏ nhà đi. Thành ra bây giờ cả thế giới đang bận lo chuyện này thì ảnh lại đưa tàu vô đây để mà, hoặc là cái mà điều mà chúng ta phải phản đối là anh lập hai cái huyện đảo chính thức gửi lên Liên Hợp Quốc để gọi đó, là một cái nằm ở tại cái đảo Phú Lâm hồi xưa Việt Nam Cộng Hòa mình bị nó đánh là chết ông Nguyễn Văn Thà đó, và cái tàu HQ-10 phải chìm đó, là nó lập một cái quận ở đó, nó văn phòng quận đàng hoàng, nó gọi là huyện nhỏ hơn quận. Rồi cái kế nữa là ở cái đảo Gạc Ma cũng của Việt Nam nữa, nó chiếm sau cái trận đánh mà giữa nó với lại Cộng sản Việt Nam đó, tại đảo Gạc Ma này, và nó chiếm lấy. Thì nó lập một cái quyền đảo là Nam Sa, Tây Sa, nó gọi Tây Sa. Thì bây giờ đó, dư luận như thế nào? Người ta lên án lắm. Đó. Hành động Trung Quốc là khiêu khích và bất hợp pháp. Đấy, may mắn là chúng ta... À, người Việt còn có những cái bạn bè xung quanh, người ta thấy sức cô thiếu, người ta thương. Chứ không phải là mình giàu có gì đâu. Philippines cũng giàu mình chứ, Mã Lai giàu mình nhiều lắm, Thái Lan cũng vậy. Thì bây giờ đó là ông Ngoại trưởng, cựu Ngoại trưởng, ông này là nạp đơn lên tòa án quốc tế về luật biển đó, để mà kiện Trung Quốc về cái tội mà đưa cái chính điểm ra đó sai. Đó. Thành ra bây giờ ông lên tiếng đây, ông Albert Del Rosario. Thì ngày hôm qua ông đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Philippines phải chính thức phản đối việc Trung Quốc ngang nhiên thành lập cái gọi là quận Tây Sa và quận Nam Sa ở Biển Đông. Và đại nguyên dân, chúng tôi trân trọng kêu gọi chính phủ Philippines, chính phủ ổng đó,
Chính phủ của chúng ta phản đối hành động của Trung Quốc khi tàu nước này đâm chìm tàu cá của Việt Nam vào ngày 8 tháng 4. Và ông cũng cáo buộc Trung Quốc đã lợi dụng bối cảnh của đại dịch COVID-19 để gây ra những cái áp lực và đưa ra những yêu sách bất hợp pháp tại Biển Đông. Thì trong cái tờ South China Morning Post trước đó thì chính phủ Trung Quốc đã thông qua quyết định đưa ra quốc vụ viện để mà biểu quyết chấp thuận thành lập cái gọi là quận Tây Sa và quận Nam Sa. Đấy, Nam Sa tức là Trường Sa đó của mình đó. Thì đây là một cái hành động vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm vào chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam theo lời phát ngôn viên Việt Nam. Bây giờ ổng lại ngang ngược và ổng ngang nhiên, ổng nghiêm khắc cảnh cáo Việt Nam về cái lập trường đó. Ổng nói đó là sao, cái là Việt Nam đã vi phạm vào cái chủ quyền của ổng. Đấy, đó, bà Lê Thị Thu Hằng bà lên tiếng như vậy. Thì bây giờ thêm nữa là ông Carl Thayer, quý vị biết đây là một giáo sư ở trường Đại học Úc, ổng cũng lên tiếng là ổng lên tiếng là Trung Quốc đã cho thấy là đã không ngừng tận dụng đại dịch khi họ tiếp tục theo đuổi các cái yêu sách bất hợp pháp gây tổn hại cho các nước Asian là Đông Nam Á nói chung đó, trong đó có Việt Nam. Còn một học giả người Nga nữa, một ông giáo sư mà chuyên viên về Việt Nam học đó, ổng trong đó ổng đăng trên bài tờ Moscow News, ổng nói rằng là ông này tên là Kolotov, thì ông nói là trong khi Mỹ và châu Âu đang gặp khó khăn do khủng hoảng liên quan đại dịch viêm đường hô hấp cấp tính, thì Trung Quốc lợi dụng tình hình này để đạt mục đích thúc đẩy lợi ích riêng cho Bắc Kinh ở Biển Đông. Và ông nêu rõ đây là một cái sự leo thang tình hình, phản tác dụng và phải thất bại địa chính trị lớn nhất của Trung Quốc. Thưa quý vị, chắc quý vị cũng biết rằng là Trung Hoa lục địa là dưới cái sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Trung Quốc xin lỗi, thì luôn luôn là bành trướng cái tham vọng của họ, bất chấp cái quyền lợi của dân chúng. Mà chúng ta đã biết rằng là trong cái vụ dịch vừa qua thì Trung Quốc gần như là tê liệt về kinh tế, coi như là ngoài cái vấn đề những người chết bây giờ thì không có kể nữa, nhưng mà cái vấn đề kinh tế là coi như suy trầm trọng. Tại vì thật sự là các quốc gia trên thế giới đều ngừng giao thiệp với China, không có ai chơi với China, không buôn bán thì qua lại hết. Mà tại sao mà các nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục một cái hành động khiêu khích như vậy? Tại vì để chứng tỏ là cái dã tâm của họ luôn luôn không bao giờ ngừng, bất chấp cái sinh mạng và cũng như là kinh tế của đất nước này. Thưa quý vị, thì bây giờ trở sang vấn đề khác, là cái vấn đề hiện tại của chúng ta là nhiều người đang lo lắng vấn đề mở cửa hay không mở cửa. Thì xin phòng máy cho cái link số 3 và 33A, tức là một số những cái nhà máy lớn không là tự động mở cửa, họ không có chờ lệnh gì cả, bây giờ họ tự động mở cửa thì vấn đề mà làm ăn của họ không thể nào mà ngưng động hoài, họ sẽ có thể bị khai phá sản. Như là cái người đầu tiên mà khai phá cái vấn đề này đó là hãng Boeing. Boeing có tới 27.000 nhân viên đang không có việc làm, thì Boeing đã tự động mở cửa và cho những cái người làm việc tới đi làm việc, nhưng dĩ nhiên với điều kiện là cũng phải ngồi xa nhau và phải đeo mặt nạ và chuyển những cái shift time, tức là thay đổi cái giờ làm việc á, thay đổi là giờ việc để cho nó không có đông người trong một lúc quá, nhưng mà họ cũng tự động họ làm, họ không cần biết đấy. Cái lệnh mà chính phủ là chưa cho mở cửa. Thì một số các nơi khác ta bị biểu tình, như chúng tôi cũng đã thưa quý vị là họ mang cả súng đạn Đại Liên tới để mà đứng biểu tình trước tại nhà Quốc hội nữa. Thì ba cái nơi biểu tình mạnh nhất là Michigan, Ohio và Virginia. Ba cái nơi này biểu tình rất là dữ dội, yêu cầu phải mở cửa lại. Họ bất chấp cái vấn đề mà social distancing, tức là đứng cách xa nhau, họ đứng gần nhau, không đeo mặt nạ luôn nữa. Không đeo mặt nạ mà chẳng có đeo găng tay gì hết trơn, họ yêu cầu phải mở cửa. Nhưng mà trong khi đó thì bác sĩ Fauci là người đứng đầu cái cơ quan mà chống cái dịch bệnh này, ông nói là nếu mà các anh mang súng đạn tới mà để mà yêu cầu làm một cái chuyện gì đó thì các anh sẽ bị thất bại, các anh sẽ bị dội ngược lại đó. Là get yourself back, tức là ông nói là không có làm được tại vì cái này rất là nguy hiểm. Thì đây là một vấn đề rất đau đầu cho nước Mỹ, thì không biết là người dân Mỹ cũng như là chính phủ Mỹ sẽ có những biện pháp như thế nào để vừa thứ nhất là bảo vệ cho nền kinh tế Hoa Kỳ khỏi bị suy trầm,
như năm 1930, 32 mà vâng, không chúng ta chết đã đến chúng ta sẽ tiếp tục sau tiếp theo nhé. Bây giờ đã đến phần quảng cáo, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau đó.